nhìn không rồi, nhìn quá rồi. Nghiền quá trời. Sao đó? Đéo có gì. Nữa. Vô trong kia kìa. Nhìn quá xa rồi. Hãy cố luôn lại đây. Ôi, nhìn không rồi, nhìn quá rồi. Lót vô lẹ đây trong đó đi. Có đường đi luôn đấy. Không có đường đi không có. Leo lên cây mà. Rẽ không ra đường đây luôn. Bỏ đồ chứ đâu nói gì. Nghiêng quá. Bỏ cái nước cái keo không đi ra được.
của mình rồi. Để bắt thời gian quay nha. Anh em lọc sốt luôn. Xe bị mét cho nên bỏ nhiều vô đi. Nhiều quá. Cầm lẹ gỗ đẹp quá. Ở trên nữa. Anh em phụ nhau đoạn đi nghiêng quá các bạn nha. Anh em phụ nhau để cứu xe. Để xe qua đoạn này hơi tức với lại nghiêng quá rồi. Vô lún. Đừng. Cảnh anh em cứu xe của bạn nha, để xe thoát khỏi cái phần là sình này. Quay cái bãi bãi chưa? Để quay lẹ, coi anh em coi lẹ chứ. Cho xe bãi chùa dọn. Hốt nữa làm chơi nữa. Hốt nữa làm chơi nữa. Rồi xe chuyển động kìa. Cầm không sao chứ đây.
Như vậy là xe đã thoát khỏi cái phần phần các bạn nha. Anh em chúng tôi tiếp tục bốc đầy luôn. Còn đống nhỏ nhỏ này, cao này bị thúi hết rồi. Tiếp tục bóc phần cuối cùng nữa các bạn nha.